Mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh có quay trở lại nhà vườn của chị Nguyễn Hạnh ở Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp để review giao lưu đến quý cô chú anh chị một số cây kiểng mini. Hôm nay có lộc vừng, me chua, sam núi, cần thăng và linh sam. Thì số điện thoại liên lạc của chị Hạnh thì có ghi ở tiêu đề, nếu quý cô chú anh chị liên hệ với chị đi mua hàng. Rồi, chào chị Hạnh ơi. Rồi chào khán giả kênh LTK Bonsai ha. Hôm nay nhà vườn em có còn được vài phôi lộc vừng ha. Với sam núi trái, me, sam hương và linh sam ha. Muốn giao lưu với tất cả anh em qua số điện thoại là 0902884129 ha. Rồi trước tiên vô cây lộc vừng mã số 0 này cho anh em mình tham khảo ha. Cây lộc vừng này rất là to ha. Bên vườn em chỉ còn được có 4 cây nữa thôi. Rồi để em đo cái chị. Rồi cao cái cây lộc vừng này là khoảng 74 ha. Nó rất là to luôn, em đo cái củ quanh cái củ này. Củ đây là 57 ha. Xích đây là 50 ha. Đó, cái cây lộc vừng số 0 này em bao sống bao ship với giá là 1.200.000 đồng ha. Đó, dáng thì rất là đẹp ha, cây thì rất là to, bông nó dài 1 mét luôn. Đặc biệt cái mấy cái cây lộc vừng này là bông nó rất là dài, bông dài hơn 1 mét luôn. Rồi xuống cây. Lấy cặp sắt mé luôn. Rồi tiếp tục số 1 đâu? Số 1 nè cưng. Rồi thay quay số 2 đi, hồi quay số 1 lên sau đi. Rồi này, cây này là cây số 2 ha. Đây, lộc vừng ha. Cây cũ này rất là quái ha. Cũ này rất có duyên ha, giống như cái bình hồ lô vậy ha. Rồi, dáng bay đây là 60 ha. Cũ ở đây là 40. Đó. Nhìn thấy cái cũ nè. Đó, nó sống với nhau rất là đẹp ha, rất có duyên ha. Rồi cái phôi số 2 này có giá là 800 ngàn ha. Bọc sống bọc ship luôn. Rồi, đây là cái số 1 nha anh. Chim bên đây nè. Rồi. Đây là số 1 nha nè. Đó, một cây độc vừng rất là to ha. Dáng thì đó, anh em về mình tha hồ mình cắt theo ý mình ha. Rồi, cây này cao khoảng 60. Dáng nó quá trời. Cái củ đây là 63 ha. Thân đây là 38 ha. Rồi, cái cây số 1 này có giá là 1.200.000 đồng, bao sống bao xíu luôn ha. Vậy anh em mình thích dáng nào mình lấy ha, dáng quyền dáng bay cũng được chứ ha. Rồi 1.200.000 xuống cây. Rồi đây cây số 3 ha, rất là to, rất là khủng luôn ha. Đó, cây này về anh em mình chơi dáng quyền được cũng được ha, rất là đẹp luôn. Cây này cao khoảng 45 ha, củ thì rất là quái, rất là to luôn. Củ đây 54 ha. Xích trên bụng này thì 51 ha. Đây, cây thì rất là to luôn ha. Lộc vừng này bông màu đỏ ha, bông dài cả mét lận. Cái này là đang mùa bông của nó ha. Đó, củ này anh em thấy cái củ rất là quái đây ha. Rồi, giống 1.200.000 đồng em bao sống bao ship cái phôi số 3 này nha. Rồi, số 4 em lên sâm núi trái nha nè. Đó, sâm núi trái cây thì rất là dài ha. Đó, mình bứng mới có 4-5 ngày mà nó đâm tược rất là khỏe ha, cây thì sống rất là khỏe luôn. Hàng này mình bao sống bao ship. Rồi, chiều 3 ra đó là 30 ha. Cổ đây là 16 đi, 17 em kể 16 đi. Đế thì đế rất là quái ha. Đó, cây rất là dài, đế rất là quái luôn nè. Anh em đế còn đế sổ nè. 350 ngàn cái phôi số 4 này ha. Rồi tiếp tục cái phôi số 5, rất là to luôn. Đổ ở đây là 40. Rồi cổ này là 19 nha, đế cực kỳ khủng luôn. Đây đế rất là đẹp luôn, 400 ngàn đồng cái phôi số 5 này ha. Dáng nó rất là đẹp luôn. Số 6 nha, vẫn là sam núi trái nha. Cây nó rất là to rồi. Cây này không để nó cấn cái cây đó, không có để được. Rồi bay đây là khoảng 40 nha. Đây nè, anh em thấy cái củ ở đây rất là to ha. Củ ở đây tới 22 lận ha. Đó, thấy cái bộ đế lực ở dưới nè. Cực kỳ già, cực kỳ to luôn ha. Rồi cái phôi số 6 này có giá là 500 ngàn, bao sống bao ship nha. Cây số 7.
Một cây dáng đổ rất đẹp luôn. Đổ ở đây là 30. Cũ đây là 17 nha. Rồi cây này 300 ngàn. Đế thì lực luôn. 300 ngàn bao sống bao ship luôn. Cây số 8 nha. Một cây dáng đổ cực kỳ có duyên luôn. Đổ xuống 26. Cũ đây 14 nha. Rồi dáng 300 ngàn nha. Đế lực rất là lực nha. Rồi cây số 9. Đổ xuống đây là 28 nha. Cũ đây là 16 nha. Dẫn 300 luôn. Em bao sống bao ship luôn. Rồi cây số 11. Số 10 đó, không thể lên số 10. Cây số 10 nha nè. Cây dáng đổ rất đẹp luôn ha. Đổ xuống đây là 40. Rồi em ra cái cũ đây 15 ha. Cây này, cây nào cũng có củ đế hết ha. Dáng thì rất là đẹp luôn nè. Dáng anh em mình trồng cây đổ treo đẹp lắm nha. 300 ngàn em bao sống bao ship luôn. Cây số 11 ha. Mấy cây này thì nó rất là già rồi. Sức sống nó rất là mạnh. 38 là chịu bay xuống đó ha. Cổ này là 15 ha. Cây nào cũng đế rất là lực luôn ha. Thân thì rất là đẹp luôn ha. 350 ngàn. Rồi cây số 12. Những là sâm núi trái nha nè. Rồi bay ra đây là 38 nha. Cây nó rất là già, lên nu lên như cây da cóc hết trơn à. Chỗ này là 17 ha. Rồi cây này có giá là 400 ngàn ha. Đế rất là lực luôn. Rồi cây số 13. Sâm núi trái cây rất là già luôn nè. Bay ra đây là 40. Cái củ đây rất là to nha, 21 lần nha. Đế mình còn khai thác xuống dưới được nữa nghe nè. Đế còn sâu dưới luôn. Cây này có giá là 400. Em bao sống bao ship luôn, cây này rất là đẹp nha nè. Rồi cây số 14. Hai mươi tám là chiều đổ xuống đó ha. Củ đây là 18 ha. Rồi cây này có giá là 300 ngàn, em bao sống bao ship luôn. Rồi cây số 15. Dáng này mình em về trồng cái chậu cao đổ treo xuống rất là đẹp ha. 32 là chiều đổ xuống ha. Cũ đây là 18. Rồi cây này cái giá là 350 nha. Em bao sống bao ship luôn. Rồi cây 16 nha. Đổ xuống 30. Cũ đây 17 ha. Đế rất là đẹp nha. Cây này có giá là 300 ngàn. Em bao sống bao ship luôn ha. Rồi cây số 17. 26 là chiều đổ. Cũ đây 19 nha. Đế cực kỳ đẹp luôn. Cây này có giá là 350 nha. Rồi cây số 18 nha. Bay ra là 30. Cũ đây là 15. Đế cực kỳ đẹp luôn. Cây này giá 300 ngàn ha. Em bà sống bà ship luôn nha. Thân co lắc rất là đẹp. Rồi cây số 19 nha. Bay đây là 36 nha. Cũ đây là 17. Đế nơm rất là đẹp nha anh. Rồi cây này có giá là 350 nha. Đấy, cái đường thân rất là đẹp luôn. Rồi cây số 20 ha. Ba mươi bảy là chiều đổ nha. Cũ đây là 19. Đó, thân rất là đẹp luôn ha. Thân anh em về mình bắt chi rất là đẹp luôn. 350 ngàn cái cây số 20 này nha. Rồi cây số 21. Rồi bay ra đây là 33. Cũ đây là 14. Đó, rất là đẹp nha. Cây này có giá là 300. Rồi cây số 22 ha. Rồi đổ xuống đây là 26 nha nè. Cũ đây là 17 ha.
Đó, đế này cực kỳ đẹp ha. Vậy anh em mình khai thác thêm ha. 300 ngàn số 22 này. 23. Dáng rất là đẹp nha. 34 là chiều đổ nha. Cũ đây là 20 ha. Kể 19 đây. Rất là đẹp. Cũ đế rất là lực luôn ha. Rồi cái này 400 ngàn. Rồi lan tút xuống. Rồi 28 là chiều đổ luôn xuống đó ha. Cũ đây 18. Cây nào cũng có đế rất là lực luôn ha. Dáng này rất là đẹp luôn. 350 nha. Rồi cây số 25. Đổ ở đây là 34 nha. Rồi cũ đây là 19 nha. Rất là to luôn ha. Cây này 350 ngàn luôn. Rồi cây số 26 nè. Rồi xuống đây là 30. Cổ đây là 18 ha. Rồi cây này có giá là 350 nha. Rồi cây số 27 nha. Đổ ra đây là 40. Cổ đây là 19 nha. Đế rất là đẹp luôn, cái này 350 nha. Bà sống bà xếp luôn ha, dáng rất là đẹp luôn. Cây số 28. Đó, mấy cây này cái cần nó rất là dài ha. Anh em về mình trồng cái chậu cao, mình làm cây đổ treo xuống rất là đẹp. 44 là chiều đổ xuống đó ha. La su anh ba. 18 củ đây ha. Đây là đế rất là đẹp luôn ha. Cây đổ treo này rất là đẹp luôn nè. 350 nha. Chưa ra lan tốt rồi xuống. Cây số 29 nha. 34 là chiều bà đổ xuống đó ha. Cổ đây là 19. Okay, rất là đẹp luôn. Cây này 350 nha. Rồi cây số 30. Đổ cái đây là 39. Cây này rất là có duyên nha. Cũ đây là 18 nha. Đế cực kỳ đẹp luôn nè, đế rất là đẹp luôn. Mà dáng thì rất là đẹp luôn nè. Đó, cái này dáng rất là dài, 400 ngàn cái này. Số 30, 400. Rồi cây số 31. Rồi 36 là chiều bay ra đây. Tổng đây là 16 nha. Rồi cây này có giá là 300. Cây số 32 ha. Bài xuống đây là 34 nha. Cũ đây là 19 nha. Đó, cây này rất là đẹp nha. Dáng thì rất là đẹp luôn ha. 350 nha. Cây số 33. Bài cái đây là 29 nha. Đây cổ đây là 17 ngàn nè. Rồi cây này có giá là 300 ngàn. Cây số 34. Hai mươi hai là chiều xuống, chiều đổ xuống đó ha. Cây này chỗ này là 15 ha. Rồi cây này 300 ngàn nha nè. Dáng nhỏ nhỏ mà nó xinh xinh ha. Cây số 35 ha. 26 là chiều đổ nha. Cái cây này cái củ thì nó rất là to ha. Nè, anh thấy cái củ này rất là to, cái cần nó nhỏ nhưng mà củ rất là to luôn ha. Cổ chỗ này là 22 lần ha. Đó, rất là đẹp, rất là to ha. Rồi cái cây này có giá là 400 ngàn ha. 35, 400 ngàn. Rồi cây số 36 ha. Đổ xuống đây là 35. Củ đây là 18 nha nè. Đấy, cực kỳ đẹp luôn, 350 ngàn. Cây số 36 này 350 nha. Rồi này em lên phôi sâm hương nha anh em, sâm hương Đài Loan nha.
Đó, cây rễ rất là quái ha. Đó, hàng này bên em vẫn còn số lượng nha. Anh em nào muốn nuôi lại thì alo em nha. Mua 10 cây em sẽ có giá sỉ cho anh em mình ha. Sâm hương Đài Loan rễ quái ha. Cái tổng hết chiều cao này là 52 ha. Đó. Cổ chỗ này là 19 ha nè. Rồi, củ đế đây là 53 ha. Đó, anh em thấy cái bộ rễ quái ha, cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, sâm hương Đài Loan cây số 37 này có giá là 350 ngàn, bao sống bao ship luôn ha. Rồi, số 38 nha. Cao hết là 40. Tổng đây là 20 ha. Tổng hết đế là 58 nha. Đó, đế thì rất là đẹp, rất là quái luôn ha. Cái bộ đế sổ hơn một gan lận nha. Rồi, vẫn 350 ngàn luôn nha. Rồi, cây 39 nha. Sâm hương Đài Loan, cây này lên chậu bonsai rất là đẹp nha anh em. 40 là chiều bay ha. Cổ đây là 23 ha. Đế rất là quái luôn. Củ đây là 47. À, anh em thấy củ đế ra quái rất là quái ha. 350 ngàn luôn. Em bao sống bao ship luôn. Số 40. Anh em về chậm thích dáng nào mình chậm dáng đấy ha. 49 là chiều cao ha. Củ đây là 19 ha. Cái cổ. Tổng hết đây là 51. Rồi, rất là đẹp, rất là quái luôn, 350 nha. Em bao sống bao ship ha. Cái sâm hương Đài Loan. 41 ha. Là chiều cao. Tổng đây là 18 ha. Củ đây là 50. Đế là cực kỳ quái, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, vẫn 350 ngàn nha anh em. Rồi, hôm nay em lên me chua nha. Me chua quái nha nè. Hàng me chua này em vẫn còn số lượng nha. 50 là cao. Củ đây là 42 ha. Củ thì rất là quái luôn nè. Rồi, giao lưu anh em mình 300 ngàn đồng, bao sống bao ship luôn ha. 300 ngàn đồng một phôi me chua. Rồi, số 43 ha, vẫn là cái phôi me chua quái luôn nè. Cao nó 42. Rồi, tổng cái củ dưới này là 33 ha. Thân thì nó quái, rất là quái luôn ha. Rồi, 300 ngàn đồng một phôi me chua này nha. Rồi, 44 nha, vẫn là me chua. Hàng này me chua không gà em bán là anh em mình biết là cái lô này là nó có trái rồi anh em. 48 là chiều cao ha. Nó có trái trên cây à. Cây nó già, 30 là củ đây ha. Đó, thân thì quái rồi nè, anh em thấy cái độ quái hơn 300 ngàn, em bao sống bao ship luôn nha. Rồi, cái cây này 45 ha. Cao 50. Củ đây là 439 nha. Củ rất là quái luôn. Rồi, cây này có giá là 350 ngàn. Củ này 350 ngàn. Rồi, 46 nha. Me chua. Cao khoảng 50. Cái củ này to lắm nha, để em đo cái củ này. Đo cái củ này không được nữa. Mất cái củ này. Củ này 50 ha. Rồi, cây này có giá là 300 ngàn luôn. 300 ngàn, bao sống bao xíu. Cái củ rất là đẹp nha nè. Rồi, cây số 47. Trời ơi, sao ngã hoài vậy? Cao cây này 50. Củ đây 37 ha. Rồi, cái cây số 47 này có giá là 350 ngàn. Đấy rất là quái ha, củ rất là đẹp ha. Rồi, cây 48 ha, một cây dáng bài. Bài là 48.
Củ đây là 43 ha. Cái củ quái nè, cực kỳ quái luôn. Cây này có giá là 350 nha. Bao sống bao ship luôn ha. Rồi cây số 49. Cao nó 46 nha nè. Củ đây 28. Cây này rất là quái ha, dính thân lại luôn rồi. Nữa anh em mình nuôi lớn chút xíu này rất là đẹp nha. 300 ngàn em bao sống bao ship luôn ha. Rồi cây số 50. Cây này cao 46 ha. Củ đây 35. Đó, cây này rất là quái, rất là đẹp ha. 300 ngàn đồng cái phơ me chua này ha. 51. Phơ me chua cực kỳ quái rồi. Rồi 48 là chiều bài ha. Củ đây 36. Cái phơ này có giá là 350 ngàn phơ me chua. Rồi này em còn cặp me chua này nha nè. Nhìn đi. Đứng nhìn luôn. Cặp này là nó lên tược anh em mình về bẻ sữa ha. Cây này sắp cao 46 ha, quay một chồng. Đó, một cặp rất là quái ha. Cặp này có giá là 500 ngàn ha. Cặp này là về anh em mình vô dây bẻ sữa luôn ha. Rồi xuống cây. Một cặp đó 500 ngàn đồng. Rồi này là em lên cần thăng ha, em cũng vẫn bán cặp ha. Cần thăng này thì đã thuần chậu sống khỏe rồi ha. Cái này là về anh em mình vô dây liền được luôn nha. Cây này đã thuần chậu rồi. Em vô chậu là khoảng cần cả năm rồi. Này là về anh em mình vô dây mình bẻ ha. Nhánh nào mình không xài thì mình cắt bỏ ha. Em cũng có cắt sơ sơ bớt rồi. Em đo đại diện một cây cho anh em mình tham khảo ha. Một cây dáng đổ này đi. Đổ này là đổ là 30 ha. Rồi củ đây 26 ha. Đó, em giao luôn một cặp này với giá là 350 ngàn đồng, em bao sống bao ship luôn ha. Rồi tiếp tục tới cặp số 54 ha. Đó, rễ rất là quái ha, cây thì rất là đẹp luôn. Cây đã có đủ phơm tàn rồi. 34 ha. Đế thì rất là quái luôn. Đồ cổ đây là 40 ha. Đó, anh em thấy. Cực kỳ đẹp nha anh em. Rồi một cặp như vậy là 350 ngàn ha. Em bao sống bao ship luôn ha. Rồi cặp số 55. Cái này nhánh này là về anh em mình là vô dây là bẻ được đó nha. Cây đã có bẻ, em đo tham khảo một cây cho anh em mình coi nha. Cây này cũ đây là 33 ha. Đó. Nó rất là to, rễ rất là quái nha. Cây này rễ rất là quái nè. 350 một cặp như thế này ha. Rồi cặp số 56. Đó, cây này bẻ dáng lắc lượng rất là đẹp ha. Cây nào cũng có dáng bẻ hết trơn ha. Cây này cao khoảng 29 đi. Đế thì quái. Rồi củ đây 31 đi ha. Đó, đế thì rất là quái luôn ha. Đế nơm rất là đẹp nè. Đó, về mình chỉ cần vô dây là bẻ thôi. Cây này tại vì nó thuận chậu, nó sống khỏe, ghế đâm chỗ đít luôn hết trơn rồi nè anh em. Em vô chậu này là cả năm rồi. 350 một cặp đồng giá như vậy. Rồi cặp 57 ha. Đó. Cái này phí ship nó cũng cao lắm nha nè. Bây giờ em cán một cặp như vậy chỉ có 350 ngàn thôi. Củ đây 34 ha. Đó. 57 này cũng 350 một cặp này luôn. Rồi xuống. Mà xuống. Đừng nói đâm. Rồi cặp số 58 nha. Này em vô chậu đang em bẻ mà không có thời gian bẻ thôi em bán luôn. 39 là cao ha. Chỗ này củ này là 28 ha. Đó, một cặp thế này là 350 ngàn. Bao ship tận nhà cho anh em mình ha. Rồi. Rồi cặp số 50 59. Đó, có một cặp dáng đổ, có một cây dáng đổ rất là đẹp nha.
đo cái củ cái cây gián đổ này kìa. Củ cây gián đổ này đây là 329 thôi ha. Rồi cặp này 300 ngàn thôi, giao luôn anh em mình cặp này 300 ngàn thôi. Cặp số 59. Rồi cặp 60 nha. Cặp này rất là quái nha nè. Củ đây là 28 ha. Rồi cặp 60 này 350 ngàn luôn nha. Em bao sống bao ship luôn. Xuống cây rồi nè. Rồi cặp số 61 ha. Củ đây là 30 ha. Rễ rất là quái nè, hai cặp này rễ rất là đẹp luôn nha. 350 ngàn cặp 60 này luôn. 61 chứ. Đó. Ở đâu không còn lên kìa. Rồi 63 lại đi. Rồi này em lên Linh Sam ha, em vẫn bán cặp luôn nha anh em. Cặp này hai cặp này dán đổ ha, 32 là chiều đổ đây ha. Cũ đây là 20 ha, cái cổ chỗ này 20 ha, rễ quái dán đổ ha, 300 ngàn một cặp như thế này ha. Đó, hai cây dán đổ rất là đẹp luôn ha. Rồi xuống cây. Rồi đi, không có 63 bỏ đi. 62 bỏ đi. Rồi 64 ha. Vẫn là dán đổ hai cây. Linh Sam dán đổ cực kỳ. Clip trước thì anh em mình yêu cầu bứng dán đổ ha, chứ này em bứng dán đổ hơi nhiều ha. 36 là dán đổ xuống đó ha. Cổ chỗ này là 25 ha. Rồi một cặp này vẫn 300 ngàn đồng, em bao sống bao ship tới nhà cho anh em mình ha. Rồi xuống cây. Okay. 65 ha. Đó, hai cây dán đổ cực kỳ đẹp luôn. Cây này đổ 30 ha. Cây rất là to ha, em đo tham khảo một cây cho anh em. Củ này là 21 ha, chứ cổ chỗ này 21. Rồi vẫn 300 ngàn một cặp như thế này ha. Rồi 66 ha. Cây này đổ 30. Cái cổ cây này là 26 luôn nha. Rồi vẫn 300 ngàn một cặp luôn ha. Rồi 68 là một hai cây lắc hết ha. 67 ha. Cổ này 18 nha nè. Rồi, cây này cặp này vẫn 300 ngàn luôn. Cái đó lẻ bỏ lại. Rồi, tới cặp 68 nha. Rồi, 68 đây. Cao 30 ha. Cổ chỗ này là 22. Rồi, vẫn 300 một cặp luôn ha. 68. Rồi 69 nha. Rồi bỏ đi mất. Cây này cao 30 ha. Rất là đẹp nha nè. Rồi chỗ này là 23 ha. Rồi 300 ngàn một cặp luôn. Đây cũng là cây cứu clip bên nhà vườn của em hôm nay ha. Rồi cảm ơn em trong thời gian qua đã ủng hộ bên nhà vườn em ha. Xin chào, hẹn gặp lại clip sau nha.